Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên án 19 bị cáo có liên quan đến tội giết người, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang, còn gọi Giang Linh, 40 tuổi, tử hình về tội giết người. Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Đuôi, 30 tuổi, chung thân về tội giết người. Nguyễn Quốc Hưng, 24 tuổi, 24 năm tù. Nguyễn Thành Nhân, 24 tuổi, 18 năm tù. Lưu Gia Hưng, 24 tuổi, 19 năm tù. Dương Đình Duy, 24 tuổi, 7 năm tù. Theo cáo trạng, năm 2020 và năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Linh, mua 6 khẩu súng cùng nhiều viên đạn từ một người không rõ lai lịch. Các khẩu súng và số đạn đã mua, bị cáo cất giấu tại nhà nghỉ Giang Linh ở khóm 10, phường 7 và nhà trọ ở khóm 1, phường 5 cùng thành phố Trà Vinh. Khoảng đầu tháng 10 năm 2022, bị cáo Giang Linh đưa cho Lưu Gia Hưng, Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Đuôi, và Nguyễn Quốc Hưng mỗi người một khẩu súng có lắp 6 viên đạn. Sau đó các đối tượng đem về cất giấu. Đến ngày 10 tháng 10, do có mâu thuẫn với Huỳnh Hải Tuấn nên Giang Linh hẹn người này giải quyết mâu thuẫn ở một quán cà phê ven đường D5, đoạn thuộc khóm 3, phường 5, thành phố Trà Vinh. Nhóm của Giang Linh dùng súng bắn về phía nhóm Huỳnh Hải Tuấn. Hậu quả, đối tượng Tuấn bị 2 lần trúng đạn dẫn đến tử vong. 2 người trong nhóm Tuấn cũng bị trúng đạn với tỷ lệ thương tích 5% và 6%.